Ờ, cái gì vậy? Ai đây? Tôi nè, Cát nè. Trời đất ơi, mày hả Cát? Sáng nay mày đen thui vậy? Trời ơi, nhìn mày nản lắm luôn á. Trời ơi, mày mà còn chê tao đen luôn hả? Mày hết thương tao hả Trinh? Ôi, không phải. Nhưng mà đen thiệt. Nó giỡn chứ, nay tao có đem này nè. Định đưa mày luôn. Đây, cái này là tấm chắn 30 giây. Nguyên liệu nhập khẩu 100% á. Cái này là không có chất cấm, với lại không gây màu mòn da, với tẩy da luôn. Đã lắm. Mày xài thử một lần đi, bảo đảm là bực tông liền luôn á. Thôi không xài đâu. Trời ơi, xài thử đi rồi biết. Thôi mày ơi. Cái con này á. Vậy thôi, đi theo tao đi rồi biết, đi. Đó, thấy chưa? Bản thân của tôi là phải đẹp vậy chứ. Ủa, mà bà nói có bất ngờ gì cho tôi vậy? Tèn tèn. Đây, đây chính là bạn của tôi dắt qua để mai mối cho bà đó. Anh chào Cát. Ừ, dạ, anh chào anh. Mà, Trinh, sao dẫn tới chi vậy? Tôi tính nói bà là thích bà lâu rồi đó. Tôi thích bà lâu rồi đó.